Xin kính chào quý vị. Tiếp tục chào đón quý vị đến với clip tiếp theo. Hôm nay em sẽ test giới thiệu đến quý vị một số mã máy lọc để đáp ứng theo yêu cầu của quý vị, bởi vì hàng ngày thì hàng của em nó về nhiều lắm. Nó về toàn 4 5 3 40 cái em cứ xếp theo cả dãy. Nhiều bác thì đã mua hàng qua kênh của em thì biết rồi, nhưng nhiều bác thì chưa biết nên cứ đòi là phải test này, phải thế nào kia thì thôi. Em nói thật với bác là em cũng muốn test lắm. Con nào em muốn test, loa nào em muốn test, nhưng mà nó không có thời gian. Nhưng mà để cứ bớt chút thời gian thì cứ test cho quý vị đây. Đây để cho quý vị xem là hàng ngày đây, hàng tuần nó đọc mã này này, con số này này. Đấy như thế video nó test này cho quý vị như thế này. Còn đây là những chiếc máy lọc, phải nói luôn là nó là những chiếc máy thiết yếu cho gia đình quý vị, không thể thiếu được với cái lại môi trường khí hậu bây giờ. Bây giờ khí hậu bây giờ thì nó rất là độc hại. Ở nông thôn thì thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ đủ các kiểu, rồi thành phố thì ô nhiễm môi trường, rồi khói nhà máy, rồi khói xe, nó tóm lại chỗ nào cũng độc hại. Và những chiếc máy lọc này mặc dù nó chỉ là hàng bãi, hàng đã qua sử dụng của nước ngoài Nhật, nhưng nó còn sử dụng rất là tốt, nó khá là tốt luôn, nó khá là tốt. Các bác đã sử dụng mà tóm lại là những người đã sử biết về chất nó rồi thì các bác đã dùng cũng khá là nhiều rồi. Và những chiếc máy lọc này nó không không cao sang, nó không đắt đỏ lắm, nó chỉ tầm hơn 1 triệu, hơn 2 triệu tùy từng mã các bạn. Và nó làm nhiệm vụ lọc không khí sạch cho phòng quý vị tầm trung bình từ 20 đến 25 và 35 mét vuông. Tầm 35 mét vuông. Đấy. Nó làm như vậy. Và cái giá thành của nó thì cũng bình thường thôi. Nó chỉ bằng quý vị đi nhậu một bữa nhẹ thôi. Và đây là những chiếc máy lọc, mà những chiếc máy lọc nó không có gì gọi là cồng kềnh hay là làm vướng mắc quý vị ạ. Quý vị chỉ cần về đặt một góc tủ hay một góc giường, đuôi giường ấy, khép kín hoặc sau cánh cửa nhé, sau cánh cửa. Để nó làm cái nhiệm vụ. Và nhớ là đặt sau cánh cửa thì đừng có đặt cái lưng này này, đây là cái chỗ nó hút không khí vào thì đừng có đặt bịt nó vào, thế thôi. Còn sau đây em sẽ giới thiệu đến quý vị một số mã máy lọc, thì để giới thiệu chi tiết hơn thì em sẽ test lần lượt từng cái này. Cái thứ nhất là em giới thiệu cho quý vị về chiếc máy lọc này. Đây là chiếc máy lọc của Sharp. Chiếc máy lọc của Sharp quý vị ạ, chiếc máy lọc của Sharp đấy. Đấy quý vị nhìn chưa? Ở đây là chiếc máy lọc của Sharp, hàng Sharp luôn. Hàng Sharp. Con này có chạy ion plasma. Đây và báo, đây là báo tín hiệu độc hại. Khi trong phòng quý vị nó có khói thuốc hay độc hại thì nó sẽ báo cái đèn này nó chuyển màu, màu xanh xanh dần, xanh dương hoặc màu vàng hoặc màu đỏ rực, là đấy là báo hại, hiểu chưa? Mỗi con nó báo một kiểu. Còn về trên này, trên này là các bàn phím, trên nóc là bàn phím hướng dẫn sử dụng. Đấy, các bác nhìn hộ em nhé. Bàn phím hướng dẫn sử dụng. Đây là nút tắt nguồn. Đấy, là tắt. Được chưa? Và đây là nút, ví dụ quý vị không biết sử dụng thì quý vị bật tầm lên, nó chung chạy ion, chạy hết, xử lý tự động. Và em quên mất là các clip trước em cũng có giới thiệu, nó hơi rườm rà một chút, nhưng phải làm như thế thì các bác mới biết được. Đây tất cả nó là hàng Nhật, thì các bác muốn dùng được thì các bác hãy vào App Store hoặc là trên cái gọi là cái chợ, đi chợ thì gọi là trên đây này, CS Play này. Các bác hãy tải, ví dụ như Android thì các bác vào đây. Các bác tìm cái phần mềm mà dịch này. Không có dịch này. Được chưa? Đấy, các bác tải cái phần mềm dịch này. Nó có chữ tiếng Nhật này, dịch này. Đấy, khi đó về thì nó sẽ tải về máy của quý vị đây, như máy của em tải về rồi. Nó sẽ dịch tất cả các tiếng đây, đã chuyển về rồi. Nhìn chưa, đây này, nó sẽ chuyển tất cả các thứ tiếng của quý vị. Tại vì là người Việt mình không thể gõ được tiếng Nhật nên nó sẽ sinh ra cái máy ảnh này, quý vị nhìn máy ảnh chưa, quý vị chỉ cần chỉ vào máy ảnh này đấy. Nhưng mà khi quý vị cài về, quý vị phải nhớ nhé, cái đích quý vị cần muốn dịch là đích nó phải là tiếng Nhật, dịch cho tiếng Việt được chưa, nên phải chỉ vào đây, chọn đích tiếng Nhật có dịch cái tiếng Việt, sau đó chỉ vào máy đây. Cái này bây giờ nó sẽ quét cái dịch cái tiếng Nhật cho quý vị luôn. Đó. Này. Nó sẽ quét tiếng Nhật luôn. Đấy, thấy chưa quý vị? Nó hiện luôn. Đấy, nhiệt độ đây. Nhiệt độ hiện tại tham khảo. Đấy, có nghĩa là nó báo hết. Quý vị chỉ cần quét vào đấy cái là nó hiện hết từ tiếng Nhật nó dịch sang tiếng Việt luôn cho quý vị rồi. Đấy là rất hay. Thì quý vị sẽ sử dụng cái đồ Nhật nó dễ hơn. Đấy. Em chỉ nói nhanh như thế thôi. Còn sau đây em sẽ giới thiệu về con này, con máy Sharp này. Không phải con máy Sharp nào giống con máy Sharp nào, mỗi con nó một cái chức năng khác nhau. Đúng nhé.
cái giá trị của chúng nó, cái giá trị của cái con máy lọc nó cũng sẽ khác nhau, nó khác nhau nhiều con đấy. Còn về đây có những con như này, quý vị về quý vị có thể dùng một số máy rửa kính, nước rửa kính, quý vị lau dọn đi, cái việc đấy lau thoải mái. Đây về năng sử dụng của em nó đây, tất cả quý vị về dịch nó ra hết. Con này là con sáp KC W45Y đấy, về cái bảng thì em ba giới thiệu quý vị rồi đấy. Còn về con này thì vì sau nó được đẩy, là không khí, nó không khí vào nó lọc, nó đẩy ra phía trên. Còn phía sau đây là bộ lọc của nó vào, đây là đường lọc vào vào đấy, đường lọc không khí vào, các tấm lọc của nó phía sau đây đấy, tấm lọc phía sau đấy. Trong này còn mới trang sạch lắm, nó lọc không khí vào đây, đến đây nó lọc rồi thì chắc chắn nó phải sạch các bạn đấy. Và con này con số từ số thứ tự của nó là con số 41, số 41 giá 1,7 triệu, 41 giá 1,7 triệu đấy, số 41 giá 1,7 triệu. Và còn phía bên sườn này quý vị nhớ con số 41 nhé, 41 giá 1,7 triệu. Bên sườn này là nắp, những cái này quý vị lau dọn đi, lau cái sạch luôn. Nhất này, đây là hộp nước chứa nước để bù ẩm, đây là hộp chứa nước để bù ẩm quý vị ạ, nó chứa nước vào đây bù ẩm. Quý vị có thể khi quý vị nhìn thấy cái vạch nước này nó hết, quý vị có thể vặn vặn này ra, vặn này ra, quý vị đổ đầy nước vào. Trong vòng nửa tháng quý vị để ý, nửa tháng đến một tháng là nó sẽ bị tụt nước, bởi vì là trong phòng mình chạy điều hòa, nó sẽ có những cái điều hòa nó có thể bù ẩm, có điều hòa nó không có nó sẽ mất độ ẩm rất là nhiều, con này nó sẽ bù ẩm ra để tránh bị khô da, viêm họng đấy. Thôi còn báo cáo quý vị là những cái này thì các bạn hỗ trợ nhìn thấy cái này các bạn biết thừa rồi, biết ga nó tẩy trắng bong, những cái này thì tẩy một cái trắng tinh, nên những cái này các bác đã biết rồi. Mua Sumo hoặc mua một cái số cái lọ rửa bếp ga, các bác lau quả nó trắng bong luôn. Những cái này em quan trọng nhất là em đang giới thiệu là cái này này, tính năng hoạt động của nó vẫn hoạt động tốt đấy. Đó là chiếc lọc không khí Sáp số 41 giá 1,7 triệu. Để sang tiếp cái tiếp theo, cũng cái lọc không khí tiếp theo nữa, nó số 17, con này cũng số 17, giá cũng 1,7 triệu. Con này là con KCI W45Y, cũng giống hệt, hai con này giống hệt nhau, hai con này giống hệt nhau được chưa, hai con này giống hệt nhau không khác gì, nó một model, một model đấy, giá 1,7 triệu. Đây cũng bình nước, nên là giới thiệu như vậy là giới thiệu nhanh thôi. Con này số 17 ạ, số 17 giá 1,7 triệu. Về sau đây tấm lọc đấy, đấy. Số 17 giá 1,7 triệu cũng như nhau, hai con em báo số thứ tự rồi, quý vị nhớ số thứ tự của em nhé, em ghi số thứ tự trên đấy rồi đó. Giá số thứ tự là 17, hai con này giống hệt nhau này, số thứ tự 17, tắt này, khởi động này, tắt này, khởi động này, giá 1,7 triệu em đang ghi nhau. Đó là con máy sắt, máy lọc thứ hai, những con này có thể được hào vòng 25-30 vuông. Đến với con tiếp theo. Đây là dòng máy lọc Panasonic. Panasonic. Dòng Panasonic này nó là một trong những dòng được nói là nó cũng xếp vào cũng là thương hiệu. Panasonic này, Daikin, một số dòng. Nó cũng có số có má. Nói tóm lại như vậy. Con này cũng có bù ẩm, có nhiều chức năng hay lắm. Con này có plasma này, nano này. Đấy. Đây là con lọc Panasonic EF EV40XG. Con này thì đây em bật cho cái gì đấy, chạy đấy, báo bắt đầu chạy. Con này cửa đây hất không khí lên. Con này rất hay là khi nghiêng ngả như này đấy, nó mất an toàn cái là nó không cho. Con này là cửa, quý vị nhìn nhá, để em mở luôn là mở. Con này nó là đây, đây là cái bộ lọc trước khi không khí vào cho nó, để giới thiệu luôn. Không, các bác lại bảo đây lúc trước em bỏ ra vệ sinh em chưa gài cái này nên nó sẽ bị hất cái này. Đây khi gài đây vào xong quý vị gạt này ra, gạt khóa lại. Còn đây này, cái lẫy của đây này là nó sẽ gài thẳng vào đây, và hai cái úp chụp này nó tự chụp vào đây luôn, nó có gờ đây rồi, nó có bi nên là nó vào rất tốt nhá. Đây rồi gài cái là nó xong vào luôn thôi đó.
chưa? Nó cứ vi vào thôi. Đó, là xong. Chứ nó rất là đơn giản. Đó, bây giờ này, bật lại. Khi con này nó lắp mà nó chưa vào được nhá, nó sẽ báo đây này. Đây này. Ở đây nó lắp nó để nghiêng ấy. Nó báo nhiệt độ nó không cho lên nữa. Đấy, quý vị thấy chưa? Nó có cái lẫy khóa, con này lắp chưa được kíp, chưa vào thì nó sẽ không cho nữa. Cảm ơn quý khách đã gọi đến tuần máy tính. Nó chưa vào được, nó sẽ chưa vào. Đấy, có nghĩa là mình vừa nghiêng, nó ở dưới đáy nó có một cái lẫy này. Lẫy nó chống đổ. Khi gạt lắp nó chưa không an toàn, nó sẽ không cho quý vị mở. Nó không sẽ không cho quý vị mở luôn. Đấy, dòng này nó lại thế. Nó lại không cho quý vị mở lại. Được chưa? Này. Đấy. Bắt đầu chạy luôn. Được chưa? Nó lại chạy bình thường rồi. Còn đây, cái này là quý vị thỉnh thoảng quý vị sẽ nhấc cái này ra này. Nhấc cái này ra. Đây là băng dính, quý vị về bóc cái băng dính ra. Băng dính này, lớp băng dính, bóc ra à, nhấc ra để thỉnh thoảng vệ sinh cái tấm lưới lọc này. Nó chạy được hoạt động ok rồi, không có sao. Đấy là khi mình nghiêng máy quá thì nó lắc chế độ an toàn này. Đấy, được chưa? Đấy, tắt này. Tắt này, ok đây. Bật đây. Đấy. Để em quay gần cho quý vị. Ở đây là con máy Panasonic. Đây. Panasonic EV40XG. Đấy. Con này các chức năng hoạt động thì quý vị đã tham khảo thêm mẫu em, vì em đã giới thiệu rồi, quý vị chỉ cần có mã vào. Con này con số 24 giá 2,9 triệu. 24 giá 2,9 triệu. Nó là một trong những dòng là không khí có tên có tuổi ấy. Đây à, bên này là thân sườn để có thể xử lý những cái nắp gài, bên này gài để hút để vệ sinh này, có vệ sinh hút ngoài. Còn bên ngoài cùng này, phía bên này cũng có buồng. Thì đây em lại xin phép được đặt máy để em mở thôi, chứ dưới cầm thì không thể làm nổi. Đấy, bên hông sườn của nó đây đều có buồng luôn, cứ ấn tay vào này nhất. Con này đều có buồng hết, cũng giống những con khác là mở nắp này ra, đổ nước vào. Đổ nước vào này. Sau đó là thả vào thôi. Chức năng buồng này rất là hay. Cực kỳ là tốt. Tất cả các phòng ngủ không ở quý vị bây giờ có những con lọc không khí có buồng này rất là tốt để nó tránh khô cổ, khô da thưa quý vị. Con này có giá là 2,9 triệu. 2,9 triệu. Đấy. 2,9 triệu. Con này là con Panasonic, quý vị nhớ nhá, Panasonic F E Panasonic này F này VE40XG. 40XG. Điện 100V, tất cả dòng này điện 100V hết. Chưa? Máy lọc không khí của Panasonic. Con này có giá là 2,9 triệu. Như thế này là rất là đẹp rồi. Quý vị muốn đẹp nữa thì quý vị về dùng Sumo hoặc là một số những thiết tẩy lọc trắng thôi. Bóng bong luôn. Còn tiếp theo đến với lại con nữa. Con này. Và con này nữa. Hai con nữa cho nó nhanh. Đấy. Đây. Mời quý vị đến tiếp với lại hai mã nữa này. Đó. Được chưa? Hai mã nữa. Còn nãy em cho số thứ tự của nó đi là số 150 đi. 150. Giá 1,5 triệu đi. Đấy. Đấy. Vì là quý vị cần nhìn chi tiết hơn. Đây là con máy sáp. Con máy sáp. Con này vẫn đều có plasma, tất plasma rồi là ion có hết. Và đặt mạng ion có tất. Khách gọi thông cảm. Con này em cho số thứ tự của nó là số 150, giá 1,5 triệu. Chưa? Đấy. Đây, đèn báo tín hiệu xanh dương như này là tín hiệu không độc hại. Đây, quý vị nhìn nhé. Tắt nguồn, bật nguồn. Nó tự động chạy luôn chế độ ion này. Đấy, được chưa?
rồi. Những con này có thể phòng được 25 30 mét vuông, 15 20 thoải mái. Nói tóm lại là phòng ngủ gia đình thoải mái, những con này thoải mái, con này đấy. À, em sâu số thứ tự rồi, 150. À, con này còn rất là đẹp đây, các bác nhìn này. Báo cáo quý vị là cái đồ nhựa này này, người ta dùng qua ngày tháng thì nó bị hơi vàng ố, nhưng bây giờ cái chất tẩy của bếp ga rồi một số cái người nó tẩy nó lau ấy, nó sáng bong luôn quý vị. À, về các bà nội trợ biết hết rồi, cái đấy thì đơn giản, các bác cứ cần dùng thoải mái thôi. Đấy đây, à, đây là cũng là hộp bù ẩm, các bác cứ hết nước thì bác bù vào cho em. Con này có giá là 1,5 triệu rồi. Con này cũng có clip giới thiệu rồi, tình trạng hoạt động rất là tốt, thoải mái. Quay nốt lật đằng sau cho các bác nhìn nốt cái gì nhỉ, tấm lọc của em nói cho nó dễ đi. Các bác đợi em phải đặt tay cơ, chứ một mình không, một tay không thể làm được đâu, một tay cầm máy một tay làm những cái món này không thể làm. Đây tấm lưới lọc của em nó đây, đấy các bác hộ em, một tay cầm máy tay làm không thể làm được. Đây nó có cái giật này, đấy vẫn còn logo, vẫn còn chữ nhật này, đấy tấm lọc của em nó đấy, máy sáng choang, giá 1,5 triệu. Tiếp theo sang đến một cái sát đấy rồi này, sát tiếp theo nữa. Con sát này màu trắng, con sát này thiết kế rất là độc đáo, bác nhìn kỹ hộ em nhé. Con sát này thiết kế rất độc đáo, đây là keo này, cạo với là hết keo đấy. Đấy đây là những vết keo băng dính lau đi là hết. Trên này cũng là logo quảng cáo giới thiệu sản phẩm gì của bên đấy. 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 À, đây là con sáp model KCE50. Số thứ tự là số 4. Đã kiểm tra. Đây bọn em ghi đã kiểm tra rồi. Con số 4. Giá 1,9 triệu. Giá 1,9 triệu. Đang chạy chế độ ion này. Quạt thích thì bật này. Đấy. Tăng này. Được. Ngủ yên. Nghe thấy chưa? Tất cả các chế độ chạy rất là tốt. Này, báo nhiệt độ này, chỉnh cái chế độ nhiệt độ này, báo phần trăm độ ẩm này, nhiệt độ này 29 độ C này. Đấy, bởi vì trong phòng em 29 độ C, các bạn thấy chưa. À, tóm lại là các chức năng của em nó hoạt động còn là rất là tốt. Đấy, còn rất tốt. Đây nguồn bật này, tắt này, tất cả các chức năng ok, tốt hết. Nào, bật lại cho nó. Đấy, còn về phía bên hông. Đây, khách gọi nhiều quá các bác thông cảm, đang quay bài không thể làm nào được. À, về bên hông. À, con này à, về phía sau đây, em mở phía sau cho quý vị đợi chút này. Lọc ok. Lọc còn rất là sạch đẹp nhé. Được chưa? Quá là sạch đẹp. Đấy tấm lọc chưa, rất là sạch đẹp. Con này giá 1,9 triệu ạ, kể cả bên này hộp nước. Ui giời, con này đẹp như mới luôn, đẹp như mới luôn ạ. Đấy. Con này là hộp nước bù ẩm, em nói là số thứ tự là số 4, giá 1,9 triệu. À, cảm ơn quý vị đã theo dõi.